năm 2023, nhằm ngày 16 tháng 3 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang có tuyên họp lệ tháng 3 năm Quý Mão, triển khai kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, khóa an cư kiết hạ năm 2023 và thảo luận các chương trình hoạt động của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong thời gian tới. Phiên họp diễn ra tại văn phòng Ban trị sự chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức, Phó Trưởng ban trị sự, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Trưởng ban Hoàng pháp, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Trưởng ban Từ thiện xã hội, Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh thư ký kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Trưởng phân ban Ni giới, Ni trưởng Thích nữ Huệ Năng, Trưởng phân ban Kinh tế tài chính, cùng sự tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni, thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 10. Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Tôn giáo dân tộc thuộc Ban dân vận tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tiền Giang, ông Bùi Văn Bảo, Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho, ông Lê Văn Hạnh, Phó Trưởng phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân thành phố, cùng đại diện các ban ngành thành phố Mỹ Tho và xã Mỹ Phong đồng tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Lộc nêu lên tính cấp thiết của các nội dung cần thảo luận tại phiên họp và mong muốn nhận được sự góp ý của Chư Tôn Đức cho các Phật sự chung của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong thời gian tới cho được thành tựu tốt đẹp. Thượng tọa cũng muốn lắng nghe tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản tại các huyện thành thị để kịp thời góp ý thực hiện. Đại đức Thích Đức Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thông qua chương trình cho biết, sau khi lắng nghe báo cáo hoạt động của các ban ngành và Ban trị sự Phật giáo các huyện thị thành trong tháng qua, phiên họp sẽ tập trung lắng nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023, kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, khóa an cư kiết hạ năm 2023 và một số vấn đề khác. Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban thư ký báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong tháng 2 nhuận năm Quý Mão như sau: chứng minh và tham dự lễ hoa đăng tại khóa tu hướng về kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn do Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác; tham dự chứng minh và tham dự khai mạc khóa huân tu chánh niệm lần thứ nhất tại chùa Vĩnh Tràng do Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh tổ chức; tham dự Bố Tát và hợp lệ tại các huyện Cai Lậy và thị xã Gò Công; tham dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tân Long, huyện Gò Công Đông, chùa Phổ Tịnh, huyện Cái Bè. Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo các huyện thị thành trong tỉnh và các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng báo cáo các hoạt động trong tháng 2 năm Quý Mão cũng như trình bày chương trình hoạt động chào mừng đại lễ Phật đản sắp tới. Theo đó, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã chuẩn bị xong phiên chợ ẩm thực không đồng với 13 món hàng để thực hiện tại lễ đài chính chùa Vĩnh Tràng vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, chuẩn bị xong 100 phần học bổng trao vào ngày 10 tháng 4. Đồng thời, từ nay tới ngày 8 tháng 4, Ban Từ thiện Xã hội sẽ liên lạc với các địa phương để bàn giao 6 căn nhà tình thương, khánh thành 2 cầu nông thôn và khởi công xây dựng mới 2 cầu dân sinh. Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh đang tiến hành liên hệ các địa phương để mở khóa tu mùa hè tại 3 điểm chính trên toàn tỉnh. Ban Hoằng pháp đã lên lịch thuyết giảng tại các đạo tràng trong mùa Phật đản và sẽ mở khóa tu Du Lan Hiếu Hạnh vào dịp lễ Du Lan. Ban Văn hóa sẽ có quầy tặng phẩm tại chùa Vĩnh Tràng gồm cờ, logo, nghi thức Phật đản và kinh chuyển Pháp Luân để tặng đến Phật tử trong suốt tuần lễ diễn ra Phật đản. Phân Ban Ni giới tỉnh sẽ tổ chức phiên chợ đồ gia dụng không đồng, chương trình tặng quà để hỗ trợ bà con nghèo, các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức phiên chợ ẩm thực không đồng cho các cháu thiếu nhi trường mầm non Tịnh Nghiêm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện thị thành cũng đã chuẩn bị xong các chương trình hoạt động trong mùa Phật đản tại địa phương. Ban Tăng sự ký xuất gia 7 vị
nhập danh bộ tăng ni 10 vị, xuống danh bộ tăng ni 29 vị, cấp giấy chứng nhận tăng ni 1 vị. Sau khi lắng nghe báo cáo và phương hướng hoạt động sắp tới của Chư Tôn Đức đại diện các ban ngành, Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt chủ tọa phiên họp giải trình một số điều mục cũng như những kiến nghị của Chư Tôn Đức. Thượng tọa tán thán tinh thần tham dự Bố Tát tập trung và hợp lệ đông đủ của Chư Tôn Đức Tăng Ni tại các huyện thị thành. Về việc thực hiện đại lễ Phật đản tại địa phương theo như kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận, nếu như địa phương nào có phát sinh thì phải trình thông báo qua các ban ngành cấp huyện để được hỗ trợ. Về khóa an cư kiết hạ, Chư Tôn Đức thống nhất năm nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức tại 4 điểm: Chùa Bến Tràng dành cho chư tăng trong tỉnh và tăng sinh lớp cao đẳng Phật học, Chùa Thiên Phước dành cho chư ni trong tỉnh, Chùa Phật Ân dành cho tăng sinh trung cấp Phật học và Chùa Phổ Đức dành cho ni sinh cao trung cấp Phật học. Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh sẽ có thư mời tham dự an cư đến Quý Tôn Đức Tăng Ni. Vì vậy, chư tăng ni nào có thư mời mà không tham dự được thì phải liên lạc trực tiếp với Ban Tăng sự tỉnh để giải trình. Ban trị sự rất tán dương tinh thần tự phát tâm tham dự an cư của chư tăng ni. Vì vậy, để thuận tiện sắp xếp chỗ ở, rất mong chư tăng ni đăng ký trước với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện. Về thời gian tổ chức đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023 đã được Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự đồng thuận cho phép từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 15 đến 19 tháng 6 năm Quý Mão. Địa điểm: giới trường tăng tại chùa Vĩnh Tràng, giới trường ni tại chùa Thiên Phước, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Thay mặt lãnh đạo các ban ngành, bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Mạnh, phó trưởng phòng BA02 công an tỉnh và ông Phạm Anh Tuấn, trưởng phòng tôn giáo dân tộc thuộc ban nhân vận tỉnh, cũng có phát biểu góp ý tại phiên họp để cho công tác tổ chức các sự kiện sắp tới của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các huyện thị thành được diễn ra an toàn và thành tựu tốt đẹp. Bà Bùi Thị Mai cũng góp ý để Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có kế hoạch triển khai nội dung hiến chương giáo hội vừa được sửa đổi đến với chư tăng ni các tự viện để thực hiện. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc rất hoan hỷ với tinh thần làm việc và những góp ý chân thành của Chư Tôn Đức cùng quý quan khách. Về kế hoạch triển khai nội dung hiến chương giáo hội vừa được sửa đổi đến với chư tăng ni các tự viện, Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiến hành ngay sau khi kết thúc hội nghị tập huấn của Hội đồng trị sự diễn ra sắp tới. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị khách quý luôn nhiều sức khỏe, thành tựu trong công tác và an lạc trong đời sống.